dự báo giá cà phê ngày 24 tháng 8 năm 2024 chấm dứt đà tăng, quay đầu giảm mạnh. Giá cà phê Arabica Brazil hôm nay vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 298.8 đô la tấn tăng 0.34. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 299.1 đô la mỗi tấn tăng 0.57%, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 295.6 đô la mỗi tấn, giảm 2.54% và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 292.35 đô la mỗi tấn, giảm 2.48%. Hợp tác xã cà phê Coope của Brazil báo cáo rằng cây cà phê đang chịu đựng do thiếu mưa trong 120 ngày qua trong khi Lima cho biết hôm thứ Tư rằng dự báo nhiệt độ thấp ở Brazil vào cuối tuần này có thể gây ra sương giá cho các vùng trồng cà phê của Brazil. Tuy nhiên, thị trường có vẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo, bởi nhiều nhà dự báo khác cho rằng có cột không khí lạnh nhưng khó có thể xảy ra sương giá, đặc biệt khi Brazil đã đi vào giai đoạn cuối mùa đông. Vụ thu hoạch cà phê Robusta Conilon đã kết thúc và chỉ còn một lượng nhỏ cà phê arabica chưa được thu hoạch ở một số khu vực phía nam Brazil. Mọi người đang chú ý đến thời tiết mùa xuân ở Brazil vì có dấu hiệu cho thấy sự ra hoa của cây cà phê không đều và đây mới là điều có thể ảnh hưởng đến vụ mùa tới. Trong khi đó, tại Việt Nam, vụ thu hoạch cũng đã gần kết thúc, phải đến tháng 10 đến tháng 11 người nông dân mới bắt đầu thu hoạch vụ mới. Kho của các doanh nghiệp đã gần cạn kiệt và hàng tồn kho chuyển sang vụ mới sẽ gần như bằng không. Do đó, ngay khi vụ thu hoạch bắt đầu thị trường doanh nghiệp sẽ vội vã mua vào. Các chuyên gia dự đoán giá cà phê sẽ biến động mạnh cho đến cuối năm 2024 do thời tiết xấu và các vấn đề vận chuyển và pháp lý. Tình hình dự kiến sẽ ổn định hơn vào năm 2025, nhưng giá cà phê dài hạn có thể vẫn tăng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024 như sau. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua, nằm trong khoảng 118.500 đến 119.300, mức tăng 100 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 119.100 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 119.300 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 119.300 đồng. Ở Pleiku và La Grai cùng giá 119.200 đồng kg tại tỉnh Con tum ở mức giá 119.300 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 119.300 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 118.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 119.300 đồng mỗi kg. Còn tại huyện IEH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 119.200 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 24 tháng 8 năm 2024 tại thị trường trong nước quay đầu giảm giá cà phê vẫn đang neo cao do lo ngại về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sản xuất cà phê hạn hán ở brazil và việt nam có thể ảnh hưởng đến vụ mùa cà phê sắp tới làm tăng nhu cầu mua cà phê trên thị trường tương lai